Mới đây nhằm khẳng định việc quyết thắng tại trận chiến ở Afghanistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục điều quân lính bổ sung cho lực lượng lính Mỹ tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số điểm cụ thể đề cập trong bài phát biểu, hứa rằng chiến dịch tăng cường quân đội chống lại sự nổi dậy của lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban trong việc chiếm đóng thêm nhiều khu vực, chống lại lực lượng lính Mỹ với hậu thuẫn từ lực lượng binh lính của chính phủ Afghanistan. Đáp lại khẳng định cương quyết trên của ông Trump, lực lượng Taliban cho biết sẽ không từ bỏ và sẽ không ngừng mở rộng lực lượng cho tới khi lực lượng quân lính Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan. Mặt khác, Tổng thống Donald Trump đã làm ngược lại bằng cách tăng cường lực lượng quân đội tại đây cho tới khi lính Mỹ chiến thắng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ lên kế hoạch sẽ gửi khoảng 4.000 lính Mỹ, bổ sung vào lực lượng 8.000 lính Mỹ hiện tại ở Afghanistan. Phía Mỹ sẽ làm việc và thảo luận với NATO và lực lượng đồng minh của Mỹ nhằm tiến tới tăng cường lực lượng ở Afghanistan.